Phật dạy này thiện hiện vì chân như chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp giới phát tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì chân như là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì thánh đế khổ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thánh đế khổ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt vì thánh đế tập diệt đạo là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn tịnh lự là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tám giải thoát là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh